Kính thưa cô tu nữ tuệ nhiên, trong đạo tràng không còn nghe cô nữa, không biết cô có nghe Rạng Đông không? Vậy thôi để Rạng Đông đọc trước nha, cô coi lại máy. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh cô tu nữ tuệ nhiên. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con kính đọc bài Kinh Tiểu Bộ. Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Bút Tát Cá, chương 3 Ba Pháp, phẩm 5, bài số 92 La Mã. Này các tỷ kheo, nếu một tỷ kheo nắm lấy viền áo tăng già lê, đi theo sau lưng ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có tham ái trong các dục, với lòng sắc sảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn quan dại, vị ấy xa hẳn ta, và ta xa vị ấy, vì cớ sao? Này các tỷ kheo ấy không thấy pháp, do không thấy pháp nên không thấy ta. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống xa đến 100 do tuần và vị ấy không có tham ái trong các dục, với lòng tham không sắc sảo, tâm không sân hận, ý tư duy không nhiễm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, các căn được chế ngự, vị ấy gần hẳn ta và ta gần vị ấy. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo ấy thấy pháp, do thấy pháp nên thấy ta. Nếu có thể bước theo nhưng nhiều dục bực phiền, hãy xem người như vậy thật là xa, rất xa. Xa người ái dục và người không ái dục, xa giữa người lắng dịu và người không lắng dịu, xa giữa người tham ái và người đã trừ ái. Sau khi thắng tri pháp, bậc hiền trí biết pháp, như ao không gió thổi, không dao động tịnh chỉ, hãy xem người như vậy thật là gần, rất gần. Gần giữa người không ái và người không có ái, gần giữa người lắng dịu và người được lắng dịu, gần giữa người không tham và người trừ tham ái. Và tới đây là chấm dứt. Kính mời Sis Trần Đạo. Dạ, cảm ơn chị Trần Đông. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sòng Tha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh cùng chư tôn đức, kính lễ cô tu nữ tuệ nhiên, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Đặng Đông, chị Quan Niệm cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc kinh Tiểu Bộ ạ. Ý Tí Bút Tát Cá, chương 3 Ba Pháp, phẩm 5, bài 2. Này các tỳ kheo, nếu một tỳ kheo nắm lấy viền áo tăng và lê đi theo sau lưng ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có tham ái trong các dục, với lòng sắc sảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn hoang dại, vị ấy xa hẳn ta và ta xa vị ấy, vì cớ sao? Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy không thấy pháp, do không thấy pháp nên không thấy ta. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo xa đến 100 do tuần và vị ấy không có tham ái trong các dục, với lòng tham không sắc sảo, tâm không sân hận, ý tư duy không nhiễm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, các căn được chế ngự, vị ấy gần hẳn ta và ta gần vị ấy. Vì cớ sao? Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy thấy pháp, do thấy pháp nên thấy ta. Nếu có thể bước theo như nhiều dục bực liệt, hãy xem người như vậy thật là xa, rất xa. Xa giữa người ái dục và người không ái dục, xa giữa người lắng dịu và người không lắng dịu,
xa giữa người tham ái và người đã từ ái. Sau khi thấu tri pháp, bậc hiền trí biết pháp như ao không gió thổi, không dao động tĩnh chỉ. Hãy xem người như vậy, thật là gần rất gần, gần gũi, gần giữa những người không ái và người không có ái, gần giữa người láng giềng và người được láng giềng, gần giữa người không tham và người trừ tham ái. Dạ, cảm ơn Vinh Pháp Thanh A đã bắt bài ạ. Con xin gửi mức lại cho chị Cẩm Dân ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sư Trần Đạo. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Bụt Tha Ca chương 3 ba khóa. Này các tỷ kheo, nếu một tỷ kheo nắm lấy viền áo tăng già lê đi theo sau lưng ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có tham ái trong các dục, với lòng sắc sảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn quan dại, vị ấy xa hẳn ta và ta xa hẳn vị ấy, vì cớ sao? Này các tỷ kheo nào không thấy pháp, do không thấy pháp nên không thấy ta. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo nào sống xa đến 100 do tuần và vị ấy không có tham ái trong các dục, với lòng tham không sắc sảo, tâm không sân hận, ý tư duy không những ác, chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, các căn được chế ngự, vị ấy gần hẳn ta và ta gần vị ấy, vì cớ sao? Này các tỷ kheo nào thấy pháp, do thấy pháp nên thấy ta. Nếu có thể bước theo, nhưng nhiều dục bực phiền, hãy xem người như vậy, thật là xa, rất xa, xa giữa người ái dục và người không ái dục, xa giữa người lắng dịu và người không lắng dịu, xa giữa người tham ái và người đã trừ ái. Sau khi thắng tri pháp, bậc hiền trí biết pháp, như ao không gió thổi, không dao động, tịnh chỉ. Hãy xem người như vậy, thật là gần, rất gần, gần giữa người không ái và người không có ái, gần giữa người lắng dịu và người được lắng dịu, gần giữa người không tham và người trừ tham ái. Và Cẩm Dân đã đọc bài xong, mến mời bàn tay kế tiếp. Dạ, xin mời chị Ái Minh nhé. Dạ, cảm ơn huynh trưởng rất là nhiều. Cảm ơn chị Rạng Đông, cảm ơn chị Hoa Nguyệt. Còn Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cô tu nữ tội duyên. Dạ, Ái Minh kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài Kinh Tiểu Bộ chương 3, ba pháp, bài 92, phẩm 5, bài 92. Này các tỳ kheo,
Nếu một tỳ kheo nắm lấy viền áo tăng và lê đi theo sau lưng ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có tham ái trong các dục, với lòng sắc tảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn hoang dại, vị ấy xa hẳn ta và ta xa vị ấy, vì cớ sao? Này các tỳ kheo ấy không thấy pháp, do không thấy pháp nên không thấy ta. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống xa đến 100 do tuần và vị ấy không có tham ái trong các dục, với lòng tham không sắc xảo, tâm không sân hận, ý tư duy không nhiễm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, các căn được chế ngự, vị ấy gần hẳn ta và ta gần vị ấy, vì cớ sao? Này các tỳ kheo ấy thấy pháp, do thấy pháp nên thấy ta. Nếu có thể bước theo, nhưng nhiều dục bực phiền, hãy xem người như vậy, thật là xa, rất xa. Xa giữa người ái dục và người không ái dục. Xa giữa người lắng dịu và người không lắng dịu. Xa giữa người tham ái và người đã trừ ái. Sau khi thắng trí pháp, bậc hiền trí biết pháp. Như ao không gió thổi, không dao động tịnh chỉ. Hãy xem người như vậy, thật là gần, rất gần. Gần giữa người không ái và người không có ái. Gần giữa người lắng dịu và người được lắng dịu. Gần giữa người không tham và người trừ tham ái. Hết rồi hả huynh? Dạ, sa thú. Dạ, bây giờ con kính nhân mít tín cô tự duyên à. Con kính nhân mít tín cô. Sa thú. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành cảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tân, kính lễ quý tu nữ và thân chào tất cả quý thiện nam thánh nữ. Bây giờ tự nhiên xin đọc bài Huynh Quách Thanh Á. Dạ, cảm ơn huynh. Đọc bài, học bài đã khó rồi mà vào rơm lại còn khó hơn, té lên té xuống. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 33 pháp. Phẩm 5 bài 92. Này các tỳ kheo, nếu một vị tỳ kheo nắm lấy áo tăng và lê đi theo sau lưng ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có tham ái trong các dục, với lòng sắc sảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn hoang dại, vị ấy xa hẳn ta và ta xa vị ấy, vì cớ sao? Này các tỳ kheo ấy không thấy pháp, do không thấy pháp nên không thấy ta. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống xa đến 100 do tuần và vị ấy không có tham ái trong các dục, với lòng tham không sắc sảo, tâm không sân hận, ý tư duy không nhiễm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, các căn được chế ngự, vị ấy gần hẳn ta và ta gần vị ấy, vì cớ sao? Này các tỳ kheo ấy thấy pháp, do thấy pháp nên à. Nếu có thể bước theo, nhưng nhiều dục bực phiền, hãy xem người như vậy, thật là xa, rất xa. Xa giữa người ái dục và người không ái dục. Xa giữa người lắng dịu và người không lắng dịu. Xa giữa người tham ái và người đã trừ ái. Sau khi
thắng tri pháp, bậc hiền trí biết pháp. Như ao không gió thổi, không dao động tịnh chỉ. Hãy xem người như vậy, thật là gần, rất gần, gần giữa người không ái và người không có ái, gần giữa người lắng dịu và người được lắng dịu, gần giữa người không tham và người trừ tham ái. Dạ, tự nhiên đã đọc bài xong. Dạ, bây giờ tự nhiên chưa không thấy bàn tay của ai. Dạ, bây giờ kính mời. Dạ, thấy Nguyên Tịnh. Dạ, kính mời Nguyên Tịnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khả Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tận. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào quý đạo hữu. Gia con thành kính tri ân cô Tuệ Duyên, Xích Nhật Quỳnh, cô Ái Minh, cô Hà Nguyệt đã cho biết âm thanh rõ. Gia con kính tri ân chú Quách Tha Ná. Con xin phép đọc Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vút Tá Cá chương 3 Ba Pháp Phẩm 5 bài 92. Này các tỳ kheo, nếu một tỳ kheo nắm lấy viền áo tăng già lê, đi theo sau lưng ta, chân bước theo chân, nhưng vệ ấy có tham ái trong các dục, với lòng sắc sảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiệm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn hoang dại, vị ấy xa hẳn ta, và ta xa vị ấy, vì cớ sao? Này các tỳ kheo ấy không thấy pháp, do không thấy pháp nên không thấy ta. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống xa đến 100 do tầng, và vị ấy không có tham ái trong các dục, với lòng tham không sắc sảo, tâm không sân hận, ý tư duy không nhiệm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, các căn được chế ngự, vị ấy gần hẳn ta và ta gần vị ấy, vì cớ sao? Này các tỳ kheo ấy thấy pháp, do thấy pháp nên thấy ta. Nếu có thể bước theo, nhưng nhiều giọng không phải, nhưng nhiều dục bực phiền, hãy xem người như vậy, thật là xa, rất xa, xa giữa người ái dục và người không ái dục, xa giữa người lắng dịu và người không lắng dịu, xa giữa người tham ái và người đã trừ ái. Sau khi thắng tri pháp, bậc hiền trí biết pháp. Như ao không gió thổi, không dao động, tịch tỉnh, tịnh chỉ. Hay xem, hãy xem người như vậy, thật là gần, rất gần, gần giữa người không ái và người không ái, gần giữa người lắng dịu và người được lắng dịu, gần giữa người không tham và người trừ tham ái. Nam mô Bụt Tha Giá, và con đọc xong, và con kính tri ân đạo tràng, con kính tri ân chú Quách Tha Ná. Dạ, con không thấy ai. Dạ, kính mời Xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thu lành thầy, nguyện tình Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tam Bảo Giá, Nam mô Sẵn Khả Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin đã đọc kinh Tiểu Bộ Y Tí Vút Tá Cá chương 3 Ba Pháp phẩm 5. Này các tỳ kheo, nếu một vị tỳ kheo nắm lấy viền áo tăng già lê đi theo sau lưng ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có tham ái trong các dục, với lòng sắc sảo, với tâm hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn hoang dại, vì ấy xa hẳn ta và ta xa vì ấy, vì cớ sao? Này các tỳ kheo ấy không thấy pháp, do không thấy pháp nên không thấy ta.
Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống xa đến 100 do tuần và vì ấy không có tham ái trong các dục, với lòng tham không sắc sảo, tâm không sân hận, ý tư duy không nhiễm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, các căn được chế ngự, vì ấy gần hẳn ta và ta gần vì ấy, vì cớ sao? Này các tỳ kheo ấy thấy pháp, do thấy pháp nên thấy ta. Nếu có thể bước nhưng nhiều dục bực phiền, hãy xem người như vậy thật là xa, rất xa, xa giữa người ái dục và người không ái dục, xa giữa người lắng dịu và người không lắng dịu, xa giữa người tham ái và người đã trừ ái. Sau khi thắng chi pháp, bậc thiền trí biết pháp, như ao không gió thổi, không dao động, tịnh chỉ, hãy xem người như vậy thật là gần, rất gần, gần giữa người không ái và người không có ái, gần giữa người lắng dịu và người được lắng dịu, gần giữa người không tham và người trừ tham ái. Nam mô Phật Thà Giá, con cha đã được xong. Dạ, Phật Thà Na xin được kính mời Sít Nhật Huyền nhé. Dạ, cảm ơn Sít. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Phật Thà Na. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính lãnh lễ thường tòa Pháp Tân cùng chư tôn đức vừa ban năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Rạng Đông, cảm ơn Hoàng Nguyệt, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết tín hiệu sống té luôn. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá, dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Duyên Minh Quát Thanh Á, Nguyên Tịnh, Thích Trần Đạo, cô ấy mình Thích Rạng Đông. Dạ, không biết lúc nãy Tâm An có lên đáp trả bài chưa vậy Tâm An? Nhật Quỳnh không biết nha, tại vì Nhật Quỳnh xin lỗi, Nhật Quỳnh không có trước máy nên Nhật Quỳnh không biết vị nào trả bài rồi, chị trả bài chưa? Dạ chưa, nhưng mà bây giờ đã hết giờ rồi Tâm An ơi, lần sau nha, nhớ đưa tay nha Tâm An, chứ để vì không vô đạo tràng mà không trả bài được rất là uổng. Tại giờ hết giờ rồi đó, Tâm An quan hỷ nha. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới là Kinh Tiểu Bộ câu 93 La Mã. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được tòa Pháp Tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trò hoa lành. Dạ con xin sám hối, con xin đọc lại ạ. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lớn mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên phận ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lầm mở đạo dạy đời nhắm vương lọc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm.
Cà tam giới thừa ân phổ cập mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, trước khi con thay mặt đạo tràng thỉnh thượng tọa pháp tăng, con xin phép được đọc bằng chánh văn. Dạ, cảm ơn huynh Quát Tha Na đã đưa bài học. Bài học hôm nay, kinh Tỷ Bộ Itivuttaka chương 3, ba pháp phẩm 5, bài 93 La Mã. Này các tỳ kheo, có ba loại lửa. Thế nào là ba? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Này các tỳ kheo, có ba loại lửa này. Lửa tham đốt cháy người say mê trong các dục, còn lửa sân đốt cháy những người có sân hận, những người giết sát hại, có loại có sanh mạng. Còn lửa si đốt cháy những kẻ bị mê muội, những kẻ không tinh luyện trong giáo pháp bậc thánh. Do không được biết rõ các loại lửa như vậy, nên loài người ưa thích, vui thích với có thân, họ làm cảnh địa ngục được lớn mạnh tăng trưởng. Kể cả giới bàn sanh, chậu sanh, từ súc sanh cùng với Atula, với cảnh giới quỷ đói, họ không được thoát khỏi trói buộc của ác ma. Không ai ngày và đêm chú tâm vào chuyên học, học những lời giảng dạy bậc chánh đẳng chánh giác, họ làm cho lắng dịu ngọn lửa của lòng tham. Luôn luôn ý thức được tánh bất tịnh sự vật với lòng thương từ mẫn, những hạng người tối thường làm lắng dịu kỳ tịnh ngọn lửa của sân hận, còn ngọn lửa si mê với trí tuệ dập tắt. Trí tuệ này đưa đến thể nhập vào chân lý bậc thận trọng sáng suốt. Ngày đêm làm lắng dịu các loại lửa như vậy không có biết mệt mỏi, họ làm cho lắng dịu không một chút dư tàn. Những bậc thánh đã thấy bậc trí tuệ hiểu biết là những bậc hiền trí, thấy được nhờ chánh trí, do họ thắng trí được, do họ thắng trí được sự diệt tận của sanh, nên họ không đi đến sanh đi rồi sanh lại. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng pháp tăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Được quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử đã cho biết nghe rõ. Hôm nay thì phải nói là cái mạng của chúng tôi nó là cũng tương đối là đỡ hơn mọi bữa. Có nghĩa là nghe cũng rõ, không bị đứt quãng. Từ đầu tới cuối, không biết là một lát nữa có gì trục trặc hay không thì tính sau quý vị sẽ báo cho chúng tôi. Còn riêng nãy giờ thì cũng nghe rõ lắm. Hy vọng là nói quý vị có thể nghe rõ được. Dạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay là ta bài học chúng ta học cái bài số 93 La Mã. Trong cái phần chánh văn thì chúng ta đã nghe đọc cái phần chánh kinh rồi. Bây giờ thì chúng tôi trước khi giảng cái bài học hôm nay đó thì chúng tôi cùng lễ bái Tam Bảo tóm tắt trước, sau đó chúng tôi giảng. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakkawantang Abhikkhadeemi. Như tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Soa khá tô phá gá quá ta thâm mô thâm mang nam ma sa mí. Như tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng,
đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian, đến để chứng ngộ. Subhati Bano Phagawato Sawakasangko Sankang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Dâng đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Tha Giá. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay chúng ta thấy rất là quen thuộc, nói đến ba cái loại lửa, đó là lửa tham, lửa sân và lửa si. Thường đó là nói đến lửa là tính chất, thí dụ như ở trong cái danh từ Bali đó thì gọi là lô khoát ác ký, hoặc là lô đô sát ác ký, hoặc là mô há ác ký, có nghĩa là nói đến loại lửa, ba loại lửa. Lửa là những gì mà chúng ta thường nói đến, hiểu trong cái tính chất là thiêu đốt, thiêu đốt. Cho nên cả lửa tham, lửa sân và lửa si cũng đều là thiêu đốt hết. Và chính nó thiêu đốt đó, dắt dẫn cho chúng ta đến cái khổ đau, đặc biệt là khổ xứ, đọa xứ. Đọa xứ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Và cũng chính lửa tham này, lửa sân này, lửa si này mà làm cho chúng ta luân hồi, luân hồi là như vậy. Đó là chúng ta nói đến loại lửa. Thí dụ như là trong kinh Tăng Chi thì Phật có nói nhiều cái loại lửa, trong đó có 7 loại lửa. Thì lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa cha, lửa mẹ, lửa A-la-hán là lửa thông thường, vân vân. Nhưng mà ở trong cái phạm vi của bài hôm nay chúng ta học là nói đến ba cái loại lửa, đó là lửa tham, lửa sân và lửa si. Chỉ như vậy thôi. Khi nói đến lửa thì chúng ta hiểu là căn gốc của pháp bất thiện, căn gốc của pháp bất thiện. Khi nói đến căn gốc á, là chúng ta nói đến cái chữ mu lá. Mu lá là căn gốc, cội rễ. Cội rễ. Thí dụ như là trong kinh, ví dụ như là lô phát mu lá, lô phát mu lá là căn tham hay là gốc tham. Đô sa mu lá tức là căn hay là gốc sân. Rồi mô hát mu lá tức là căn si hay là gốc si. Như vậy thì từ ở đây nè, chúng ta có những cái pháp này, cho nên là do như vậy cho nên là chúng ta bị luân hồi khổ nè, rồi chúng ta sanh ở trong cảnh khổ nha. Giờ trước tiên đó là ta nói đến lửa tham. Nhà lửa tham. Lửa tham tức là căn gốc. Mà nếu nói căn gốc á, trong Di Diệu Pháp á, cho chúng ta biết rằng là đúng là căn tham, căn tham chính là sở hữu tham. Và sở hữu tham này đó, nó sẽ phối hợp ở trong những cái tâm tham. Nó phối hợp ở trong tâm tham. Ví dụ như trong tâm tham của chúng ta có đến 8 tâm. Nói về tính chất thọ, cảm thọ thì có 2 loại cảm thọ, đó là cảm thọ hỷ và cảm thọ xả. Cái mà chúng ta ưa thích, bồn chồn, thích thú vội vã thì cái đó gọi là thọ hỷ. Thọ hỷ ở trong tâm tham. Nhưng mà có những loại tham á, là chúng ta hết sức là bình thản, hết sức là tự nhiên, chúng ta hết sức là bình thản ở trong mọi cái sự ham thích của mình. Mặc dù cũng ham thích, nhưng mà ham thích ở trong một cái trạng thái hết sức là bình thản, không có vội vã, không có bồn chồn. Đó là tính chất của thọ xả.
tính chất của tác nhân, tác động thì nó có cái tác động nó bao gồm cả hữu trợ và vô trợ. Hữu trợ và vô trợ. Cái gì mà nó tác động bởi suy nghĩ, tức là ý của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ nhiều lần là chúng ta mới thực hiện điều đó. Chúng ta nói năng điều đó. Thì cái đó nó trợ bằng ý. Rồi trợ bằng lời nói. Tức là có một ai đó nói với chúng ta, khuyến khích chúng ta, vận động chúng ta, động viên chúng ta, và thậm chí xúi dục chúng ta. Chúng ta làm những điều đó. Điều đó được gọi là khởi bằng cái tâm tham. Thì do cái lời nói đó, thì cái đó là tác động bởi lời nói, tức là khẩu nghiệp. Cái tác động, cái nguyên nhân thứ ba nữa là nói đến cái tính chất của quan điểm. Tính chất của quan điểm. Quan điểm là cho rằng cái đó nó có tội, có nghiệp hay là không có nghiệp nặng. Có nghiệp, có tội hay là không có tội, không có nghiệp. Thì cái mà cho rằng có tội, khởi lên bằng cái cho rằng có tội hoặc là có nghiệp, thì cái đó nó phải gọi là ly tà. Ly tà. Nhưng mà cái mà cho rằng, quan điểm cho rằng, mặc dù cái tâm tham đó được thể hiện lên bằng lời nói, bằng hành động, bằng suy nghĩ của mình, nhưng mà chúng ta cho rằng cái điều đó nó không có tội, cho rằng cái điều đó không có mang nghiệp, nghiệp ở đây là nghiệp bất thiện, thì cái đó nó được gọi là hợp tà. Cả tám cái tính chất, tám cái tâm này đều là có cái quả nó khác khác nhau hết, nó không đồng đẳng nhau, không giống nhau, nhưng mà nó phát xuất từ ở cái căn tham đó. Như vậy thì cái căn tham ở đây là sở hữu tham, nó phối hợp ở trong tám tâm tham đó. Bên cạnh đó thì nó có những cái tâm sở khác để phối hợp. Chúng tôi nhớ không lầm là nó khoảng 18-19 sở hữu. 18-19 sở hữu nó phối hợp, hoặc là 20 sở hữu, vân vân. Thì ở đây chúng tôi không có bàn sâu hay là nói nhiều cái việc này, mà chỉ nói đến cái tính chất của tâm tham. Tính chất của tâm tham. Thì bây giờ chúng ta thấy nè, có khi đó chúng ta cứ nghĩ rằng một cái hành động gì chúng ta làm, thí dụ như bây giờ chúng ta giết một con vật, một con vật nào đó, để rồi chúng ta ăn nó, hay là chúng ta buôn bán nó, hay hoặc là chúng ta trao đổi với nó, vân vân. Thì thường là mình nói rằng tại vì anh tham anh mới giết, tại vì anh khởi cái lòng tham anh quá nhiều cho nên anh mới giết. Không, khi chúng ta giết một con vật đó, một con vật đó đó, thì thật sự ra trong lộ trình tâm của chúng ta, cái sát na trước và sát na sau nó đều khác nhau. Trước đó đó có thể là mình khởi lên bởi cái tham, mình muốn giết con vật đó để mình ăn, mình tiêu xài, vân vân. Hay là mình muốn giết cái con vật đó để mình buôn bán, để lấy lời nuôi cho gia đình mình, hay là bản thân mình, người thân của mình. Hay hoặc là mình muốn giết để mà mình được mưu lợi về cho cái điều lợi lộc gì đó. Thì quả thật là cái động cơ đó là động cơ bởi tâm tham. Bởi tâm tham. Nhưng mà khi chúng ta thực hiện cái việc giết đó, thì nó hoàn toàn là bằng tâm sân hết. Hoàn toàn là bằng tâm sân. Khi chúng ta dơ một cái vũ khí gì lên, chúng ta dùng cái từ vũ khí, có thể là gậy, gọc, đá, dao, rửa hay là cái gì đó, để chúng ta ra tay sát hại một cái con vật đó, thì cái động cơ mà lúc đó đó là nó bằng cái tâm sân. Bằng tâm sân chứ không phải là bằng tâm tham được. Bởi vì chúng ta hiểu cái tính chất của tâm tham nó là như thế này nè. Tâm tham là nó thích thú, nó dính mắc ở trong cái đối tượng đó. Còn cái tính chất của tâm sân nó là quyết đối tượng. Cho nên cái sát na trước của tâm tham, cái sát na sau của cái sát na trước của tâm là tâm tham. Khi mà mình muốn giết con vật đó để mình trao đổi, mình buôn bán, hay là mình cái gì đó,
thì nó là bằng tâm tham. Nhưng mà khi mà mình thực hiện cái việc đó lên, lúc mà sát na chúng ta thực hiện cái sự giết chấp đó, như đây chúng ta nói trên khía cạnh của cái tâm tham thôi, bởi vì sự sát sanh thôi, thì lúc mà chúng ta thực hiện cái việc đó nó bằng cái tâm sân chứ không phải là bằng tâm tham. Nhưng mà nó vẫn có, chúng ta hiểu một tính chất như thế này nè, tâm tham sanh khởi thì cũng có si đi cùng. Bởi vì si là sao? Si là sự mê mờ, sự không sáng suốt, không minh mẫn, không nhận đúng bản chất thật của nó, đó là si. Chúng tôi định nghĩa nôm na như vậy. Thì do mình không hiểu được giết con vật đó mang cái quả nó như thế nào, hoặc cái nghiệp nó như thế nào, rồi là do mình khởi cái tâm tham lên là cái sự mà mê muội, hay là cái sự mà đắm nhiễm ở trong cái sự tham thú, thích thú của mình ấy, nó nặng như thế nào, nó nguy hiểm như thế nào. Do vậy đó cho nên là khi chúng ta khởi lên cái sự ưa thích đó là bằng với cái tâm tham. Nhưng mà rồi đó là nó vẫn có cái si ở trong đó. Bởi vì si là chúng ta không nhận đúng bản chất thật của nó. Hay là si là chúng ta bị mê mờ, chúng ta không nhìn đúng cái sự thật của nó. Như vậy thì chúng ta mới khởi lên cái tâm tham được. Cái tâm tham được. Cho nên nha, bây giờ này chúng ta thấy nè, cũng vì cái tâm tham mà người ta có thể là sát sanh. Nhưng mà sở thật rõ ràng là chúng tôi phân tích khi nãy đó, là khi mà mình giết cái con vật đó đó là bằng tâm sân chứ không phải bằng tâm tham. Nhưng mà cái động cơ đầu tiên á, cái sát na đầu tiên á, trước đó đó thì phải nói là bằng tâm tham. Chúng ta vì lợi lộc hay là vì muốn được ăn, hay là muốn lợi lộc buôn bán trao đổi gì đó để được lợi tức cho gia đình mình, cho bản thân mình đó, cho nên là mình mới sát hại. Rồi bây giờ đó là như vậy. Khi mà mình nói đến cái trộm cắp cũng vậy. Cái trộm cắp đó, có thể là trước đó bằng cái tâm tham. Nhưng mà có khi đó là cái động cơ đó là trước đó nó bằng tâm sân cũng có. Bởi vì có khi đó là người ta muốn lấy cái vật đó để thừa hưởng, muốn lấy cái vật đó để mà mình, hay là chiếm đoạt cái vật đó, hay cái tài sản gì đó, thì trước đó nó bằng tâm tham cũng có. Nó bằng tâm tham cũng có. Nhưng mà nó cũng có thể là bằng tâm sân nữa. Trước đó nó có thể là bằng tâm sân nữa. Nhưng mà mình lấy á, thì nó là bằng tâm tham. Chúng ta lưu ý vậy. Bởi vì bằng tâm sân có khi là quý vị nghĩ rằng lấy cho bỏ ghét không? Lấy cho bỏ ghét. Lấy cho đã nư. Lấy cái vật đó cho đã nư. Lấy cho bỏ ghét. Lấy để trả thù. Thì có thể đó là bằng cái tâm sân của mình. Nhưng mà khi mà mình thực hiện cái việc lấy đó đó là bằng cái tâm tham. Chúng ta thấy không? Cái tâm của chúng ta nó thay đổi, nó biến đổi, nó liên tục vậy đó. Nhưng mà rồi đó, bây giờ nè, chúng ta nói đến cái việc mà giữa trai gái, trai gái nam nữ, chúng ta nói đến trai gái nam nữ, tình yêu, tình thương gì đó, vân vân, trai gái nam nữ, thì quả thật là bằng cái tâm tham, người ta ưa thích mà. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật Ngài dạy như thế này, Ngài dạy rằng, này chư tỳ kheo, ta chưa thấy một pháp nào ngự trị tâm hồn người đàn ông bằng sắc đẹp của người phụ nữ. Tương tự như vậy, này chư tỳ kheo, Như Lai chưa thấy một pháp nào ngự trị và chiếm dị tâm hồn người đàn bà, người phụ nữ bằng sắc đẹp của người đàn ông. Mặc dù xã hội thì người ta nói là trai tài, gái sắc. Nhưng mà chúng ta hiểu cái nghĩa ở đây là sắc đẹp, ở đây đó là cái hình ảnh, cái đối tượng mà để bị tâm mình cuốn hút ở trong đó. Tâm mình cuốn hút ở trong đó, bị cuốn hút ở trong đó. Như vậy thì đầu tiên đó là người ta có thể là khởi cái tâm tham. Bởi vì theo xã hội thì người ta nói trai thì nam thì yêu bằng mắt, nữ thì yêu bằng tai, ví dụ như vậy, yêu bằng cái lỗ tai của chúng ta vậy.
Nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng cũng là bị chi phối ở trong sắc thinh hương vị xúc thôi. Bị sắc thinh hương vị xúc. Sắc là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tân xúc chạm, vân vân. Bị sắc thinh hương vị xúc đó mà người ta đắm nhiễm. Người ta đắm nhiễm. Và thế là người ta bị, nếu mà mình nói rằng cái do cái pháp bất thiện đó mà người ta, do cái căn tham đó mà người ta ưa thích cuốn quýt với nhau, không rời với nhau được, không rời với nhau được và tơ tưởng với nhau. Cũng như trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngài nói có bốn năm đối tượng mà không thể ngủ đêm được, thì trong đó có người nam tư tưởng người nữ, tơ tưởng người nữ, và ngược lại cái người nữ tư tưởng người nam. Thì cái gì mà làm cho chúng ta bị tơ tưởng, cái đó là lửa tham, cái đó là lửa tham. Cho nên chính cái lửa tham đó để cho làm cho người ta bị cuốn hút vô. Và khi mà cuốn hút người ta phải bị ăn không ngon, ngủ không yên, hoặc là cái này cái kia, nó nhiều thứ lắm, và làm cho người ta phải khổ. Người ta bị tương tư, rồi người ta khổ nếu thiếu một cái người nào đó. Chính vì cái tham đó mà khiến cho người ta bị tà dâm chẳng hạn. Tham đó cũng khiến cho người ta tà dâm, dễ lắm. Bởi vì lúc mà cái ưa thích đó đó, cái tham mít thích đó đó, làm cho người ta phải phải quên đi. Đó là cái yếu tố của si, cái yếu tố của tâm si. Tham sanh thì có si. Bởi vì ở đây đó là tham, ở đó là chúng ta không còn biết mắc cỡ. Hay nói ở trong kinh đó là như thế này, là không có lòng tham và lòng quý. Nghĩ đó là người lớn tuổi hơn mình, người nam hay người nữ, hay nghĩ đó là bà con thân thuộc, không nghĩ đó là thầy của mình, hay là thầy, nghĩ đó là học trò của mình, nghĩ đó là cái gì 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 đó. Người ta không có đem cái chuẩn của xã hội, người ta không nhận định được cái chuẩn, người ta không có lấy cái chuẩn của xã hội để người ta nhận định một cái việc đó, mà bây giờ người ta lại không có lòng tạm, không có lòng quý, cho nên nhiều người ta đi vượt ra khỏi giới hạn của gì, của phạm trù đạo đức nhân phẩm của con người ở trong một cái xã hội, tùy theo cái xã hội. Thí dụ như là ở Việt Nam, pháp luật Việt Nam quy định là chỉ có trực hệ trong ba cái thế hệ cần nhất đó, thì ngoài cái đó ra, ngoài ba cái đối tượng, ngoài ba cái thế hệ gần nhất đó thì có được quyền. Nhưng mà rồi ở trong trực hệ đó, bà con thân thuộc gì đó, mà nếu mà trong ba cái chuẩn đó, ví dụ như là bà con, cô, cậu, chú, bác gì đó, vân vân, nếu mà chúng ta thấy rằng là phải trực hệ, nếu mà trực hệ trong ba cái thế hệ như vậy đó, thì ngoài cái đó ra thì quyền kết hôn. Còn nếu không có ngoài cái ba cái thế hệ như vậy đó thì không được quyền kết hôn. Về mặt sinh học á, thì chúng ta thấy như thế này, một người mà cùng trực hệ thì dễ dàng bị người ta gọi là một trong những cái gọi là đột biến gen, làm cho cái đứa bé nó sinh ra nó không thông minh hoặc là nó dị tật. Đó là cái yếu tố mà chúng ta nói đến cái sinh học. Trở lại cái bài học đó là như thế này, cũng chính cái lòng tham á, mà khiến cho người ta tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện. Bởi vì nếu một người mà phạm vào cái tội, xin lỗi cái gì, là cái tội tà dâm á, thì trước mắt á, là xã hội là người ta chê cười rồi. Trước mắt là xã hội người ta chê cười rồi, làng xóm người ta chê cười rồi, người ta cứ nói ra nói vô, người ta nói này nói nọ. Bởi vì mình sống không đúng với cái chuẩn mực của xã hội, đạo đức của xã hội, hay là cái thuần phong mỹ tục của xã hội, của đất nước, của dân tộc. Đó là như vậy. Cái thứ hai nữa, nó là do cái tà dâm đó, do cái giới mà phạm cái giới tà dâm đó. Nếu một người Phật tử có quy tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới đó, mà mình phạm cái đó đó, thì mình sẽ là sinh vào trong khổ cảnh.
sinh vào trong khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hoặc Atula. Cho nên á, trở lại cái tâm sân á, thì quý vị rằng là một lời lửa, người ta nói nóng như Trương Khuy hay là nóng như Trương Khuy hay là cái lòng sân của mình, thì người ta nhận định giống như là một loại lửa, bởi vì nó là một trong những cái sự thiêu đốt mà. Tâm sân là tính chất của nó là thiêu đốt, hủy diệt đối tượng, hủy diệt đối tượng. Cho nên khi mà sân á, thì quý vị biết không, nghĩ lại những cái điều lời của người ta nói, nghĩ lại miên man với những cái lời người ta nói, nghĩ lại những cái hành vi cử chỉ của cái người mà mình gọi là ghét đó, mình không ưa, không thích đó. Tại cái tâm mình mà, cái tâm sân á, là nhiều khi á, là quý vị khởi lên á, thì cứ ai mà mình khởi cái tâm sân lên thì mình thấy cái người nào mình cũng ưa, không thích hết á. Khởi cái tâm sân hướng đến cái đối tượng nào á, thì thấy rằng cái đối tượng đó không ưa, không thích. Không ưa, không thích. Thậm chí cái người mà dù gián tiếp đi nữa cũng không ưa, không thích cái người đó. Thí dụ như bây giờ nào mình ghét một cái người A, nhưng mà cái người B chơi với lại một cái người A đó, mình cũng ghét luôn cái người B. Mà trong kinh gọi đó là nó làm lợi cho người tôi không ưa, không thích. Nó giao du với lại người không ưa, không có thích của tôi. Vân vân. Cho nên là mình khởi cái tâm sân lên. Mình khởi tâm sân lên. Thì cái tâm sân ở đây đó, quý vị thấy rằng nó là mình bực bội nó nhiều thứ lắm. Khi nói đến tâm sân thì thường là nói rằng mình đổ trút cho một cái đối tượng nào đó. Khi mình khởi cái tâm sân lên là mình đổ trút cho một cái đối tượng nào đó. Thí dụ như chị A, anh B, chị Bích, chị Xài gì, hoặc là cô Bưởi gì vân vân. Thì mình cứ là mình thấy cái người đó là mình không ưa rồi. Mặc dù là người ta không nói gì mình. Mình gọi là có cái giống như là cái ác cảm với họ. Nói cái ác cảm thì nó quá nặng, nhưng mà sự thật ra là mình không hài lòng với họ, cho nên là mình không thấy họ, thấy họ là mình không thích. Như vậy thì cái tâm sân này đó là một trong những cái mà thường là khiến cho người ta hành động. Hành động đó là gì? Người ta đánh đập, ta giết chóc, ta đánh đập, ta tra khảo, người ta làm tổn, rồi là người ta giết chóc. Còn cái lời nói thì người ta nói lời mắng, giết, chửi rủa, độc ác, cay cú, vân vân. Nó nhiều thứ lắm. Khi mà khởi lên bằng với cái tâm sân thì người khiến cho người ta nói như vậy, người ta hành động như vậy. Người ta hành động như vậy. Cho nên là khi đó là tạo ra cái nghiệp bất thiện. Cái nghiệp bất thiện. Bởi vì một khi mà hành động hay lời nói mà nói ra rồi đó, tạo cái nghiệp bất thiện. Nếu với ý ô nhiễm, trong kinh Pháp Cú dạy vậy, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Tức là cái bánh xe mà nó kéo cái xe bò, chiếc chân con bò kéo chiếc xe bò, cái bánh xe nó sẽ cán lên cái dấu chân của con bò. Cái dấu chân con bò in dưới mặt đất đó, đi theo cái dấu chân đó. Thì cái hành vi tạo cái nghiệp bất thiện rồi đó, thì chính cái quả đó, đó bằng với cái tâm ý, tâm ô nhiễm đó, hay là tham hoặc là sân hoặc là si đó, thì cái quả nó sẽ trổ ra ở trong tương lai mà chúng ta gặp lấy cái quả khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nói điều này đó là chúng ta thấy rằng là nói đến địa ngục nó không phải là có một cái cõi riêng, giống như chúng ta thấy là cái quả địa cầu của chúng ta là có, đừng có nghĩ địa ngục với lòng đất, không có. Địa ngục đó là một cảnh giới, một khi mà chúng sinh bị khổ, sanh vào cái cảnh giới đó thì chịu nhiều cái khổ, mà chúng ta cũng không nói là đó là một cõi được. Vì một cõi thì nó có cái quả địa cầu, nó có một cái mặt đất, nó có những chúng sanh cộng trú vô trong đó. Còn cái cảnh giới của địa ngục là gì? Còn súc sanh hoặc là Atula đó, thì súc sanh thì chúng ta hiểu rồi. Cái loài bàn sanh, cái từ Bali gọi là Tirachana, tức là cái đầu đuôi ngang nhau,
đầu đuôi ngang nhau. Chúng ta thấy con bò, con chó hay là con gà, con vịt, ví dụ vậy, thì con bò, con chó, con bò, con gà, con vịt, con chim gì đó, thì nó có cái hình dáng giống giống nhau, là đầu đuôi ngang nhau, nó là gọi chung là súc sanh. Thì cái súc sanh này đó là nó ở trong xung quanh chúng ta thôi, dù là chúng ta gọi đó là gia cầm hay chúng ta gọi đó là gia súc, vân vân, thì cái gì đi nữa thì cũng gọi là loài bàn sanh, tirachana. Cái thứ ba là chúng ta nói đến cái loại atula. Cái loại atula đó thường đó là cái loại này thì cái tâm nó rất là hung ác. Cái từ Bali gọi là asura, asura tức là chỉ cho những chúng sanh mà rất là hung hăng, hung dữ, bạo tợn, đó là như vậy. Có nghĩa là chúng sanh mà rất là hung dữ, mà nôm na dân gian người ta gọi là thần. Thần thì có địa thần và thiên thần, tức là cái loài đó rất là hung dữ, loài đó rất là hung dữ, tâm tính nóng nảy. Chúng ta đọc ở trong kinh Trường Bộ hay là chúng ta đọc ở trong kinh Tăng Chi Bộ thì chúng ta gặp nhiều là có khi đó là quân của Atula, tức là chúng ta nói đến Atula thiên đó, kéo quân qua quánh bên các vị chư thiên ở của Đức Đế Thích. Rồi các vị chư thiên ở của Đức Đế Thích đó là thua, bỏ thành chạy. Rồi có khi đó là chư thiên cũng đánh lại Atula thua. Đây đó là Atula, chúng ta nói đến Atula thiên. Còn Atula địa đó thì chúng ta có thể hiểu nôm na đó là như thần, như thần. Thần mà chúng ta được gọi ở thờ, ở đình, ở này, ở kia thì bao gồm là địa thần. Địa thần tức là thần này, thần kia. Chúng ta có cái văn hóa ở trong tiếng người Việt của chúng ta gọi là văn hóa tín nghĩa, tín ngưỡng đình thần đó. Văn hóa tín nghĩa đình thần, miếu, miếu mạo đó, tức là miếu thì thường là thờ bà, mà đình là thờ thần, ông này ông kia, thần này thần kia. Thì cái bản chất của Atula đó là bản chất của nóng nảy, bản chất của hung ác, hung tợn là như vậy. Khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện bằng cái tâm sân, chúng ta thấy biết tính chất của tâm sân đó, là quỷ diệt đối tượng. Cho nên là tâm sân á, thì mặc dù là trong Di Diệu Pháp nó có hai tâm sân thôi, đó là hữu trợ và vô trợ, thì tính chất của tâm sân nó là quỷ diệt đối tượng. Cho nên khi khởi lên là không có muốn cái đối tượng mà mình thấy, mình tiếp cận á, không muốn thấy, muốn gặp mặt cái đối tượng đó, thì cái đó là quỷ diệt, hay là muốn quỷ bỏ nó đi. Rồi hoặc là cái tính chất của tâm sân nữa nó là gì? Là chúng ta không hài lòng. Cho nên trong cái từ Bali á, nói đô xá là sân, nhưng abhyapada là một trong những cái sân hận, một trong những cái là khó chịu ở lòng nội tâm, quẩn quất vân vân, thì đó cũng được gọi là tâm sân. Cho nên là cái mà chúng ta không hài lòng với một người nào, hoặc là chúng ta không hài lòng với môi trường, hoàn cảnh xung quanh, ví dụ như nóng quá, lạnh quá, tâm mình bực bội, khó chịu, thì đó cũng là tính chất của tâm sân. Tính chất của tâm sân. Hoặc là ăn không no cũng khó chịu, no quá cũng khó chịu, tâm của mình nó khó chịu. Rồi hoặc là cái nóng lạnh quá, hoàn cảnh xung quanh chúng ta nó nóng lạnh quá, là hoặc là chúng ta thiếu phương diện vật chất, phương tiện vật chất, thì chúng ta sống có đầy đủ phương tiện diện vật chất, phương tiện vật chất chúng ta quen rồi, bây giờ chúng ta không lỡ hôm nay chúng ta có đi đâu, chúng ta thiếu phương diện vật chất, thiếu cái giường để nằm, thiếu cái mền để đắp, là thiếu cái bữa ăn không được đầy đủ như ý của mình, thì mình khó chịu. Cái đó nó cũng là tâm sân, đó cũng là cái sự quật quất. Nó có nhiều cái danh từ Bali để gọi chỉ cho cái tính chất của tâm sân đó. Và khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện bằng cái tâm sân á, thì dễ dàng bị sanh vào khổ cảnh, đặc biệt là sanh vào Atula. Sanh vào Atula. Mà nếu cái gì mà nó khởi lên bằng cái tâm tham á, thì dễ sanh vào địa ngục và dễ sanh vào làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ là loài quỷ đói. Chúng ta lưu ý như vậy.
bị đói á, ngạ quỷ á, chữ pê tá, pê tá tức là chỉ cho cái loài quỷ, ngạ quỷ, nó phát xuất từ ở cái tâm tham. Bởi vậy cho nên khi mà mình chúng ta cận tử đó, mà chúng ta không có tu tập, ở đây chúng ta thấy có cái từ gọi là không tinh luyện, kẻ không tinh luyện, nói cái từ tinh luyện thì mình nghe cái gì nó tương đối như vật chất quá, giống như đường tinh luyện, không phải. Tinh luyện ở đây hiểu là cái sự thuần thục ở trong cái sự trao dồi tâm tu tập của mình á, mình không có, mình không có đó. Mà nếu như một người mà không có tu tập đó, không có trao dồi thuần thục trong cái việc tu tập đó, thì rõ ràng là không có cái việc trao dồi tu tập những cái thiện pháp đó, thì mình khởi lên những điều đó, khởi lên những cái tâm bất thiện như vậy. Thì chính vì vậy đó, cho nên là cái tâm mình không thuần thục á, lúc mà mình cận tử đó, thì dễ dàng nguyện sanh vào cái khổ cảnh lắm nha. Mình không có quân tập, không có tu tập thuần thục, cho nên là tâm tham khởi lên, mình không có điều chế nó được, không có khắc phục nó được, không có nhiếp phục nó được. Tâm sân không có sanh lên mà mình không có nhiếp phục, không có điều chế, không có khắc phục nó được, thì rõ ràng là chính cái đó nó làm cho mình phải khổ, khổ ở trong hiện tại và khổ ở trong tương lai. Nếu mà mình cận tử, mình bị những cái tâm bất thiện đó nó chi phối, thì dễ dàng sanh vào khổ cảnh lắm. Chúng ta thấy. Rồi bây giờ chúng ta nói đến tâm si. Thì tâm si đó, xin lỗi quý vị, là tâm tham sanh khởi cũng có si đi cùng. Tâm tham sanh khởi thì cũng có si đi cùng. Tâm sân sanh khởi cũng có si đi cùng. Như vậy si ở đây là tính chất của sự mê mờ, sự không sáng suốt, sự không nhận đúng bản chất thật của nó, đó là si. Nếu mình nói trong giáo lý duyên khởi thì đồng thời đó là nghĩa là của sự vô minh, vô minh. Còn cái tham nó đồng nghĩa với ái, đồng nghĩa với ái. Cho nên cả tham, cả si và tham á, đều được gọi là phiền não hết, phiền não hết. Cho nên nếu mình nói là luân hồi là do ái tham, trong kinh thập thượng đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngài dạy là Avicca cha tan ha cha ime đuê tham ba ha tập ba, có nghĩa là gì? Vô minh và tha mái là hai pháp cần phải đoạn trừ. Nếu mà một người tu mà chúng ta không đoạn trừ hai pháp đó thì chúng ta phải khổ hoài, khổ hoài. Khổ ở hiện tại là chúng ta bị quả xấu nè, hiện đi. Rồi quả xấu ở trong tương lai chúng ta tái sanh luân hồi, rồi khổ ở trong đời sống luân hồi tiếp diễn từ đời này sang tới đời khác, đó là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là vì sao mà trong thanh tịnh đạo đó thì ngài Bố-thá Cô-xá cho chúng ta biết đó là tham và sân đó, nó giống như hai mặt của một đồng tiền. Nếu mà ở đây mình có xài tiền cắt là mình biết, tiền của thời kỳ nào đi chúng ta cũng biết hết á. Một bên là bằng số, bằng chữ, một bên là hình này hình kia, vân vân. Thì chúng ta hai mặt của một đồng tiền thôi. Lật qua bên đây là hình này, lật qua bên kia là hình kia, nhưng mà cũng đồng chung một đồng tiền. Đồng chung một đồng tiền. Đây là tham, đây là sân. Bởi vì sao? Cái gì mà chúng ta ưa thích tột độ, ưa thích ham thích, mê đắm tột độ, mà bây giờ nó không được như ý của mình thì nó trở nên cái sự thù hận, khó chịu, bực bội. Đó là điều mà chúng ta thấy. Tại vì sao? Mình cho rằng cái này là nhất, cái kia là nhất. Giống như mình nói là ăn phải có cái này thì mình mới ăn, ngủ phải có cái này, tự mình đặt ra cái khung tiêu chuẩn, rồi mình phải có cái đó là mình mới hài lòng. Còn không có cái đó, không được như vậy thì mình không hài lòng. Thấy không? Rồi là bây giờ là mình thương thích một cái vật gì đó, hay mình thương một ai đó, mà cái người đó nó không được đến với mình, thì tự động là mình cảm thấy nó là buồn, cảm thấy nó bực bội, rồi thậm chí đến sự thù hằn, đó là ghen tuông, chúng tôi nói như vậy.
rồi nhiều thứ về phương diện vật chất hay là về phương diện đối tượng của một người nào đó cũng phát xuất từ ở cái tâm tham và tâm sân đó thôi. Phát xuất và tâm tham, cho nên nó là hai mặt của một đồng tiền. Hai mặt của đồng tiền, lật qua đây cũng đồng tiền đó thôi, lật qua đây là tâm tham, lật qua đây là tâm sân. Nhưng mà sân và tham sân á, thì đều có si. Mặc dù là si nó có hai cái trạng thái, một là si phóng dật, hai là si hoài nghi. Thì cái si hoài nghi á, là tính chất của cái si, cũng là si, nhưng mà nó là tính chất của phân dân lưỡng lự không quyết đoán. Và một khi chúng ta nhận định, chúng ta biết được cái pháp, biết được cái phương hướng để chúng ta thực hành, nhưng mà có khi chúng ta phải phân dân lưỡng lự không quyết đoán đó, mà chúng ta không thể mạnh dạn thực hiện những cái pháp thiện pháp mà chúng ta thực hành. Đó là cũng một cái nguyên nhân mà dẫn đến trong khổ cảnh. Khổ cảnh, thí dụ bây giờ nói đến cái niềm tin đối với Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, hay là niềm tin cả cái pháp hành của chúng ta thực hành, cả giới, cả định, cả tuệ chúng ta lưỡng lự vân vân không quyết đoán, thì chúng ta không thể có được cái sự quyết định cho một cái điều gì mà ở đó nó bất lợi với cái trạng thái của tâm thắng giải, cái sở hữu thắng giải. Chúng ta nhớ rằng là có sáu cái sở hữu biệt cảnh, tức là tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ và dục. Cho nên là khi mà có hoài nghi sanh khởi lên thì chúng ta không thể nào có cái sự quyết đoán, tức là thiếu đi cái sở hữu tâm thắng giải ở đó. Còn cái si phóng dật nó là cái trạng thái của chao đảo, của trạng thái phóng túng, của trạng thái bung, giống như là bung giãn ra như vậy, giống như là một trong những cái hình ảnh mà chúng ta thấy cái vật gì mà chúng ta quăng vô cái đống tro thì tự động nó băng, nó văng tro ra tung tóe, bung ra. Thì cái trạng thái tâm phóng dật là như vậy, si phóng dật là như vậy. Bây giờ đó là tham sân, tham sân á, thì cũng có si đi cùng, sân sanh thì cũng có si đi cùng. Như vậy thì si là gốc, si là gốc. Nhưng mà cả hai ba pháp này đó, cũng chính ba cái pháp này mà làm cho chúng ta phải sanh vào trong khổ cảnh. Bây giờ chúng ta nói một điều đó là như thế này. Đối với một người có hiểu được cái pháp của Bậc Thánh, thấy chính là mình tránh xa, mình tránh xa những cái hành vi. Những cái hành vi thì ở đây bao gồm lời nói, suy nghĩ và hành động của mình, tránh xa những cái hành vi bất thiện đó, tránh xa những hành vi bất thiện. Và chúng ta trao dồi những cái thiện pháp, trao dồi những cái thiện pháp. Bây giờ đó, nếu mà chúng ta tránh đi cái tham á, tránh cái tham á, thì chúng tôi nghĩ rằng cái cách như thế này. Mặc dù là chúng ta vẫn biết là đến bậc thánh nào chúng ta mới đoạn trừ tham hoàn toàn, đến bậc thánh nào thì chúng ta mới tạm thời đoạn được tâm tham một chút nho nhỏ nào, đến bậc thánh nào chúng ta mới đoạn trừ tâm sân, và đến bậc thánh nào thì chúng ta mới đoạn trừ được tâm si. Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà rồi đó, trên phương diện tu tập của chúng ta đó, chúng ta phải nhận định được, thấy được thứ thế là tham. Rồi như vậy thì chúng ta phải quán, nếu chúng ta tu tập thì trước tiên là nói đến con người, nói đến giữa con người, giữa người này và người kia đó, chúng ta có ưa, có tham, có thích, có ưa, có yêu, có đắm gì đi nữa, thì chúng ta nên quán đến cái bất tịnh, cái thân bất tịnh. Đức Phật dạy cho chúng ta vậy. Cho nên cái đề mục mà tu tập trong đó có quán 32 thể trược, bán qua này tự. Cả thân người, nam nữ, già, nam phụ, lão ấu gì cũng là 32 thể trược đấy. Từ tóc, lông, móng, răng, da, ruột non, ruột già, hoành cát, ngô, tim, gan, tỳ, phế, thận đều có hết. Đều có hết. Chúng ta phải quán bất tịnh, thấy được cái tính chất của nó là bất tịnh. Thân này nó được bao bọc bởi lớp da. Lớp da chúng ta thấy không? Nó bao vô, nếu mà chúng ta xẻ ra cái lớp da này thì chúng ta sẽ thấy mỡ, rồi chúng ta thấy thịt, rồi máu nó tươm ra, rồi xương chúng ta lòi ra đó, thì chúng ta thấy. Rồi trong lòng ngực của chúng ta, ở trong
lồng ngực của chúng ta, trong cơ bụng của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy ruột non, ruột già, rồi chúng ta thấy tim, gan, tỳ, phế, thận gì có đủ hết, có đủ hết. Thì những cái đó, đó đều là tính chất của bất tịnh nên chúng ta phải thấy được những điều đó. Chúng ta thường nhận định ở trong cái giả lập, chứ chúng ta ít có nhìn trong một cái bản chất thật của nó. Tức là nói một cách khác, tức là chúng ta không nhìn ở trên phương diện chân đế, mà chúng ta chỉ nhìn ở trên phương diện tục đế. Tục đế, tục đế là sao? Giả lập là sao? Giả lập là chúng ta cho cái này là đẹp, cái này là tốt, cái này là như thế này thế nọ. Thì mỗi người nhận định với nhau về nó có thể là tùy thuộc vào quan điểm của xã hội mà nhận định cho rằng cái đó là đẹp. Có thể là từ mỗi cá nhân của mỗi người nhận định để rồi đánh giá cho rằng cái người đó đẹp ở góc độ này, góc độ kia. Mà trong kinh gọi đó là chấp cái điểm, gọi là chấp giữ tướng chung và tướng riêng. Trong kinh gọi, trong kinh Trung Bộ gọi đó là chấp giữ tướng chung và tướng riêng. Tướng chung là mắt, tai, mũi, lưỡi, nước da, mái tóc, giọng nói. Tướng riêng là như vậy. Tướng riêng là như vậy. Còn tướng chung đó là người đó là người nam, người đó là người nữ, người đó là người già, người đó là người trẻ, người đó là như thế này thế nọ. Thì cái đó là tướng chung. Chúng ta chấp giữ cái tướng chung, tướng riêng đó, cho nên chúng ta cho rằng cái đó là đẹp, người đó là đẹp. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta quán về bất tịnh đó. Quán về bất tịnh để chi? Hạ cái tâm tham của mình xuống, lắng dịu cái tâm tham của mình xuống. Còn chúng ta biết nhận định trên cái giả này, giả định thôi, giả định hay là tục đế đó là gì? Nó tùy thuộc vào quan điểm của xã hội. Thí dụ như là chúng ta thấy rằng khi đi thi hoa hậu đó, thì các cái châu lục đều có hoa hậu hết, cả những người châu Phi cũng có hoa hậu. Còn cái người châu Á của chúng ta là máu đỏ da vàng, thí dụ vậy. Thì chúng ta thấy là cái người nào mà da vàng hoặc là da trắng đó, thì chúng ta gọi là đẹp. Nhưng mà người ở châu Phi, người phụ nữ châu Phi, người ta vẫn có cái đẹp của họ. Thì cái nhận định đó là điều tùy thuộc vào quan điểm của xã hội, quan điểm của xã hội, cái chuẩn mực của xã hội. Rồi cái quan điểm của cá nhân, cá nhân là mình tự mình cho cái này là đẹp, tự cho cái kia là đẹp. Người bạn đời của mình, người gì đó, người yêu của mình gì đó, cái đó là đẹp, đẹp, đẹp vậy đó. Thì chúng ta đều là nhận định theo cái giả định, theo quan điểm của xã hội và theo quan điểm chủ quan của cá nhân mình là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng là quán cái gì đó cũng nên là, cũng gọi là vô thường hết. Bởi vì ngay cả cái gì mà chúng ta ưa thích nhất á, chúng ta ưa, thương, thích, thương tức là nói đến con người, thích tức là vật vụn gì đó, vật dụng gì đó mà chúng ta ưa thích, bất cứ của cải vật chất gì chúng ta ưa thích, thì những cái đó đó sự thật ra nó là phương tiện thôi. Mà chúng ta chấp giữ vào đó, chúng ta cho cái đó là bền vững đối với chúng ta. Do vậy chúng ta phải khổ hoài, mà chúng ta phải thấy nó là vô thường. Bởi vì nó có rồi nó cũng mất thôi, nó đến rồi nó cũng đi thôi, chứ không thể nào bền được. Biết rằng như vậy, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là cái đó nó không có bền vững, chắc chắn là nó không có bền vững. Chúng ta thấy rằng cả lúc mà chúng ta tuổi nhỏ, cha mẹ chúng ta cho chúng ta ăn học, rồi bổ túc kiến thức, tri thức ở xã hội, ở đời. Rồi chúng ta bước chân vào đời, chúng ta lập gia đình, chúng ta có chồng, có vợ, hoặc là cái này cái kia. Rồi cứ nghĩ như vậy đi. Rồi là tất cả những điều đó chúng ta làm lụng để có được tài sản. Người ta cũng nghĩ rằng có được tài sản rồi sau này cái mức độ an sinh của mình nó cao hơn, là mình có một ít tài khoản, có một ít tiền gửi vào trong ngân hàng, rồi đến khi về già mình hưởng. Mặc dù cái đó là cũng trong những, nếu mà mình nói trong cái nghĩa tương đối đó, thì rõ ràng là cái đó cũng là cái cách thương mình, cái cách. Nhưng mà hoàn toàn đó là những vật đó nó đều là vô thường. Có khi người ta muốn tích lũy cho nhiều thứ, nhưng mà chúng ta thiếu khước thì nó có thể là không như ý mình được đâu. Tài sản cũng không giữ được, bởi nước cuốn lửa cháy, trộm cướp lấy đi, quan quân cưỡng đoạt, trộm cướp lấy, hoặc là bị khuyên nhân đem đi, vân vân.
do là chúng ta không có phước để chúng ta giữ những điều đó. Rồi cuối cùng chúng ta nhắm mắt xuôi tay đó, thì chỉ còn có mang theo được nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà thôi. Chúng ta không có đem theo được gì. Cho nên là khi chúng ta quán được vô thường á, thì chúng ta mới thấy rằng những cái đó là chẳng qua nó là phương tiện thôi, nó không bền chắc được, không bền chắc được. Và tất cả những điều đó là vô thường. Rồi cũng chính những điều đó đã làm cho chúng ta phải khổ lụy rất là nhiều, quý vị ạ. Khổ lụy rất là nhiều. Cái người không có thì phải đi tìm, phải tầm cho có, cũng là trong cái khổ. Cũng trong trong cái khổ. Bởi vì mình phải bán mặt cho đất, mình bán lưng cho trời, mặt cho đất, bán lưng cho trời, để mà mình đổ mồ hôi xót mắt đó, để mà mình có được cái tài sản đó. Còn cái người có lại có cái khổ của người có. Cái khổ của người có, khổ của người có tài sản nhiều, họ phải gìn giữ, họ nghĩ cách này cách kia để nghĩ rằng cái tài sản nó sẽ bền lâu. Hoặc là họ có, họ nghĩ cách này cách kia để chia cho con cháu, chia cho người này người nọ. Nhưng mà tất cả những điều đó tùy thuộc vào duyên hết. Xin thưa quý vị, đó là tùy thuộc vào phước hết. Có những điều mà chúng ta thiếu phước một chút thì không như ý mình được đâu. Không như ý mình được. Không như được. Mặc dù mình mong muốn cho mọi chuyện nó đều tốt đẹp hết, nhưng mà mình không có đem theo được cái gì hết. Có khi nó không như ý mình được. Vì vậy đó, cho nên là chúng ta cứ nghĩ phương tiện vật chất nó là một phương tiện để rồi làm hành trang cho chúng ta, để chúng ta biết tạo được những cái thiện nghiệp, tạo được những cái phước báo, tạo được cái công đức cho chúng ta, chúng ta tu tập. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó, điều đó rất là quan trọng. Và khi một người mà không để quán về vô thường, quán về khổ đó, để thấy bản chất không có được cái gì cho ta hết. Nói đến điều này đó, thì bảo rằng chúng tôi nói cái gì sao cao quá. Nói là Đức Phật nói vô ngã mà cái không có cái gì của ta, sự thật không có cái gì của mình. Nếu mà mình hiểu rõ là không có cái gì của mình, ngay cả tấm thân của mình không phải là của mình nữa mà. Thấy không? Cha mẹ tạo ra mình được nuôi nấng bởi vật chất, bởi cơm canh bánh trái gì đó. Rồi cuối cùng là mình hết tuổi thọ, mình bỏ cái xác thân này rồi. Rồi cuối cùng đó là chỉ còn có cái thức tái sanh của chúng ta tiếp diễn từ đời này đời khác. Nếu chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện, nếu chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện thì chúng ta sẽ sanh trong khổ cảnh. Nếu chúng ta do ái tham, do vô minh thì chúng ta tiếp tục luân hồi từ đời này sang với đời khác. Cho nên ở trong kinh Tương Ưng Phật dạy rằng xa lắm giữa bên này và bên kia đại dương, giữa bên này và bên kia đại dương, xa lắm giữa thiện pháp và thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, xa lắm giữa bên bờ bên này và bờ bên kia đại dương. Và đối với đời sống luân hồi thì tiếp diễn trong đời sống luân hồi này nó mãi mãi không bao giờ dứt, ngoại trừ mình đoạn trừ được tham ái vô minh và chấp thủ, thì đoạn trừ được cái căn nhân của gốc rách của phiền não. Phiền não đó là, nếu mà mình nói trong giáo lý duyên khởi đó, thì là vô minh, tức là tượng trưng cho si, đồng nghĩa với si. Tham ái thì đồng nghĩa với tham, đồng nghĩa với tham. Thì như chúng tôi đã nói khi nãy, tham và sân đó là hai mặt của một đồng tiền thôi. Mặc dù có cái căn gốc của pháp bất thiện nó khác nhau, là sân là tính chất quỷ diệt, tham là tính chất thu hút tìm kiếm, còn si là tính chất của mê mờ, không rõ, nhận định đúng. Thì sự thật ra nếu nói đến căn bất thiện thì tạo ra cái quả khổ. Còn cũng chính căn bất thiện này mà người ta có ái sắc dục, ái sắc ái và vô sắc ái. Hay hoặc là chính cái tham này mà người ta có cái gọi là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Cái ái mà ở đó tương xứng với cái gọi là tám tâm tham hợp tà và tâm tham ly tà. Và chính cái ái đó làm cho chúng ta phải ái trong dục giới, ái trong sắc giới và ái trong vô sắc giới. Và người ta phải khổ lụy ở trong cái đời sống luân hồi tiếp diễn như vậy. Như vậy thì đối với cái sự tu tập đó, thì Phật dạy chúng ta quán về bất tịnh đối với cơ thể. Quán với vật vật xung quanh đó, thì để cho dịu cái tâm tham đó, thì chúng ta phải bỏ cái tâm tham đó, là để quán cái bất tịnh,
quán cái vô thường. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái bỏ cái tâm sân của chúng ta đó, thì đối với mọi người, đối với mọi loài là nên tu tập về tâm tự đi. Nên tu tập về tâm tự. Hãy thấy được cái điểm tốt của người khác, đừng thấy cái điểm xấu của người khác. Đừng thấy cái điểm mà người ta làm mình không hài lòng, để rồi mình khó chịu với người ta. Đối với một người nào, một chúng sanh nào. Như vậy thì mình tu tập tâm từ. Tâm từ đối với mọi loài, từ người cho đến sinh vật, một con vật nào hay là chúng sanh nào cũng vậy. Mình tu tập tâm từ. Và nên thấy cái điểm tốt của người khác, chứ đừng thấy cái điểm xấu. Mặc dù con người chúng ta đó thì có nhân vô thập toàn, có khi tốt, có khi xấu, có tốt nhiều, có xấu ít, có khi xấu nhiều, tốt ít cũng có. Nhưng mà mình nên thấy được cái điểm tốt của người khác. Trong cái người xấu nhất thì họ cũng có điểm tốt của họ. Trong cái người tốt nhất thì cũng có một chút nào đó nho nhỏ của xấu. Bởi chúng ta là người nhân vô thập toàn, chứ đâu phải bậc thánh hay như Đức Phật đâu. Như vậy thì chúng ta thấy được cái điểm tốt đó, để rồi chúng ta nên trau dồi cái tâm từ của mình. Tức là đối với mọi loài nên có sự mát mẻ. Chúng ta không phải là chỉ tụng cái bài kinh là nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam, hướng Bắc, hướng trên, hướng dưới, Đông Nam, Tây Bắc gì đó. Không phải. Mà khi chúng ta hướng đến cái tâm ở hướng nào, thì chúng ta mong là các loài sanh ở đó khi tiếp cận hay là xa gần cũng mong được cái sự mát mẻ, an vui đó. Đó là chúng ta tập tu tập tâm tự. Thì như vậy thì trong cái ý nghĩa của bài học hôm nay đó, thì chúng tôi xin được giới thiệu cũng như là giảng với bấy nhiêu ý nghĩa trong cái ba cái căn bất thiện, đó là căn tham, căn sân và căn si. Và chính cũng căn tham, căn si này mà chúng ta sanh vào đọa xứ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Cũng chính căn tham và căn sân, căn si này mà làm cho chúng ta phải luân hồi khổ đau. Và đối với một cái người tu tập để chặn được cái tâm tham á, thì chúng ta nên quán về vô thường, quán về bất tịnh. Chặn được tâm sân á, thì chúng ta nên cố gắng tu tập trao dồi cái tâm từ của chúng ta nhiều hơn nữa, mạnh hơn nữa, lớn hơn nữa. Và để mà đổi bỏ được cái tâm si thì chúng ta hãy nhìn bằng cái gì? Hãy nhìn bằng cái bản chất thực của nó. Tức là nhìn vạn vật trên cuộc đời này bằng cái tính chất gọi là thật của nó, hay gọi là chân đế. Thì chúng ta mới có thể xóa bỏ được cái sự si mê đó. Và nên chúng ta căn cứ vào kinh, vào luật để chúng ta đối chiếu, so sánh, đối chiếu, rồi chúng ta tu tập. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm được an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này đến Đức Trời Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ngự nơi chùa của chư tăng, chư thiên ngự nơi nhà của mỗi chư Phật tử chúng ta, luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Và sa thú chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa, và con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít ính sư. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba buddhana bhavana sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba dhammana bhavana sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba sanghana bhavana sada sati bhavantu te. Tất cả pháp báo an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc ngừng ngừng đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lần hai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới.
ôn bài và học pháp, và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên, trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thi tiền bệ cúng dân, rồi xin hồ độ chư tăng, cửa từ ẩn nao phước hằng hà xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hà trung hà hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù, trợ nhân những người trong khắp thô minh, kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loài thông thường, nõn thai thấp khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đo đài, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thải chúng con tân qua trong pháp Phật rồi giao truyền. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lúc nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm giác xin xuống mic.